Namaste. Chào mừng bạn đã đến với ngày thứ 6 trong chuỗi thử thách yoga online 30 ngày cùng Hoàng Uyên. Và chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta đó chính là săn chắc và thon gọn bắp tay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập nhé. Và ngày hôm nay dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị đó chính là một sợi dây như này hoặc một cái khăn để giúp cho chúng ta có thể mở khớp vai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với động tác đầu tiên. Hít vào, bạn vươn hai tay lên. Rồi thở ra, bạn đưa hai tay về phía trước. Lúc này chúng ta lộn lòng bàn tay ra bên ngoài và đưa tay phải xuống, nắm lấy bàn tay trái, hai tay đan lại. Lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Hoàng Uyên sẽ làm lại một lần nữa nha. Hít vào này, chúng ta thẳng tay về phía trước rồi thở ra, mình lật ngược lòng bàn tay ra bên ngoài. Tiếp tục tay trái mình đưa xuống dưới, hai tay đan lại nhau. Hít vào, đẩy thẳng tay. Thở ra, trở về vị trí ban đầu. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Giữ ở đây vài giây nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, lật ngược trở lại. Tiếp tục hít vào, mình vươn hai tay lên. Lúc này nếu bạn cảm thấy quá căng thì chúng ta có thể nới lỏng nhẹ tay ra một chút để cho vai của chúng ta không quá bị gồng nhé. Tiếp tục chúng ta đẩy thẳng tay vai này. Hít vào, đẩy ngực thẳng lưng, siết bụng. Thở ra, nghiêng mình sang bên trái. Chúng ta xoay vai, đẩy ngực, mắt nhìn lên trần. Hít vào, đưa người về giữa. Thở ra, xoay sang phải. Hít vào. Thở ra. Hít lên. Thở ra. Chúng ta giữ ở đây, hít thở chậm. 6, đẩy ngực lên, siết bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, bạn nâng người lên. Thở ra, từ từ nghiêng sang bên trái. Cố gắng thẳng lưng, siết bụng, đẩy ngực. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, chúng ta đưa tay xuống rồi buông tay. Bây giờ chúng ta đổi bên. Hít vào, hai tay chúng ta đưa về phía trước và song song với nhau. Thở ra, lộn lòng bàn tay ra bên ngoài. Lúc này chúng ta đưa tay trái xuống và đan lấy tay phải. Lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Hít vào, lộn lòng bàn tay kéo thẳng. Thở ra, về vị trí ban đầu. Hít hai. Cố gắng là lúc này chúng ta cảm thấy là cái cánh tay phải của chúng ta đang được kéo căng. Thở ra. Hít ba. Rồi mình giữ ở đây 6 giây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Tiếp tục hít vào, mình vươn hai tay lên. Thở ra, siết bụng, đẩy ngực và nghiêng sang bên phải. Đẩy ngực, xoay vai, mắt nhìn lên trần. Hít vào, siết bụng, nâng người lên. Thở ra, nghiêng sang bên trái. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng phải. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng trái. Một vòng cuối, hít vào. Thở ra. Chúng ta giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng sang bên phải. Nghiêng sang bên trái, mắt nhìn sang bên phải. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên.
thở ra, hạ tay xuống và chúng ta tháo tay ra. Giữ ở đây, chúng ta sẽ xoay tay, xoay vai một chút để thả lỏng vùng vai. Hít vào, nâng vai, xoay tròn ra phía sau, thở hết và cứ như vậy mình hít thở chậm. Xoay vai lên xuống nhịp nhàng, bạn có thể hạ tay xuống thảm, thoải mái. Rồi, nâng lên rồi hạ xuống. Mình đang khởi động cho vùng vai. Rồi, xoay ngược lại nào. Đó. Nâng vai lên rồi hạ vai xuống. Liên tục 2 nhịp nữa. Rồi, động tác tiếp theo sẽ là động tác cũng sẽ làm thư giãn vùng vai và mục đích của nó cũng sẽ làm đỡ đau cổ vai gáy. Hít vào, mình nâng vai lên hết cỡ. Thở, hạ mạnh. Hít 2, thở, hít 3, thở, hít 4, thở, hít 5, thở mạnh, hít 6, thở, lần cuối, hít 7, thở ra và hít vào, hai tay chúng ta tiếp tục vươn lên, thở ra, xoay vặn người về sau, lúc này mình vung hai tay đằng sau này, tay phải, hông bên trái và tay trái, hông phải, vặn mình. Hít vào, hai tay vươn lên. Hoàng Nguyên có thể xoay sang để cho các bạn nhìn rõ. Thở ra, đưa tay trái về sau, tay phải mình có thể chống xuống sàn hoặc không, mình đưa vượt áp sát tai. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, vặn mình. Không hạ được tay trái xuống không sao bạn nhé. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, vặn mình. Một lần cuối, hít vào, hai tay vươn. Thở ra, vặn xoắn. Và giữ ở đây. 6, 5, cố gắng đẩy ngực lên. Xoay vai. 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn. Thở ra, vặn sang bên trái. Cố gắng nhấn cái ngực xuống, nhấn hông nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng hông lên. Thở ra, hạ tay xuống. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái dây để chúng ta có thể mở phần ngực mình để chuẩn bị vào tư thế đầu bò. Rồi mình sẽ mở cái dây sao cho phù hợp với cái phần vai của mình. Mình phải cảm thấy thoải mái nhé. Đây Hoàng Nguyên sẽ test thử cho các bạn xem. Hít vào, mình có thể đưa dây lên cao. Thở ra và mở cái vai về sau. Nếu lúc này mà bạn cảm thấy bạn không có cái lực gì, cảm thấy là căng cả, thì bạn sẽ thu dây lại. Đó, mình có thể đắp gấp đôi dây. Gấp đôi dây. Hít vào, hai tay vươn lên, thẳng tay. Thở ra, các bạn vẫn giữ nguyên tay thẳng, đẩy ngực lên và đổ hai tay về sau. Lúc này tay của mình cảm thấy rất là căng và mở phần vai về sau. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Chậm rãi, bình tĩnh nào. Hít vào, hai tay lên. Thở ra, hạ xuống. Một lần cuối, hít vào, nâng lên. Và thở ra, mình hạ xuống. Và giữ ở đây, hít thở chậm, đẩy ngực, xếp bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên. Bây giờ chúng ta vẫn giữ nguyên hai tay thẳng và nghiêng. Hít, đẩy ngực, xếp bụng, vươn hai tay lên cao. Thở ra, đổ cả hai dây sang bên trái. Đổ cả dây sang bên trái này. Tiếp tục mình vẫn giữ nguyên tay thẳng. Giữ ở đây nào. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, đổ sang bên phải. Vẫn giữ nguyên thân trên nào. Không đổ người theo nha. Chúng ta giữ nguyên thân thẳng. Chỉ có tay chúng ta là đổ thôi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Thêm một vòng nữa nào. Hít vào. Thở ra. Chúng ta giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay lên. Thở ra. Nghiêng sang bên phải và giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên. Thở ra, buông dây, hạ xuống. Bạn vẫn giữ nguyên dây ở bên cạnh nhé. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đến với tư thế đầu bò. Và Hoàng Uyên sẽ xoay lưng lại cho các bạn xem. Đầu tiên, các bạn sẽ duỗi thẳng chân này. Sau đó bạn đưa chân phải sang bên trái. Và chân trái các bạn vòng sang bên phải. Được chưa ạ? Các bạn ngồi với tư thế như vậy, thẳng lưng, đẩy ngực. Rồi bây giờ thì Hoàng Uyên sẽ xoay ngược về sau. Đó, mình sẽ xoay ngược về sau cho các bạn nhìn. Chúng ta sẽ ngồi như thế này, thẳng lưng đẩy ngực lên. Và hai tay hít vào, hai tay các bạn vươn lên cao. Thở ra, bạn đưa tay trái xuống này. Lộn lòng bàn tay trái về sau và vòng tay trái lên. Lúc này các bạn cố gắng này, lân lân bàn tay trái về phía sát cổ. Sau đó tay phải, mình xoay tay phải về sau này. Rồi đưa xuống, hai tay nắm nhau, đẩy ngực lên, thẳng lưng, siết bụng, giữ ở đây. Đây là tư thế hoàn chỉnh của tư thế mặt bò. Và nếu bạn cảm thấy là chúng ta chưa có thể chạm hai tay vào nhau thì không sao bạn ạ. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây này. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây này. Tay phải chúng ta cầm dây và đưa về sau. Tay trái nắm vào dây, tay phải chúng ta cũng nắm vào dây luôn. Và chúng ta sẽ lân tay dần, lân tay dần, lân tay dần. Đến khi nào tay chúng ta chạm được vào nhau thì chúng ta sẽ về tư thế hoàn chỉnh. Còn ban đầu các bạn có thể cách xa nhau như thế này thì không sao. Chúng ta cứ từng bước một, hàng ngày chúng ta tập luyện thì sẽ có một ngày hai tay của các bạn có thể chạm vào nhau được. Và chúng ta giữ ở đây vài nhịp thở nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ buông dây và hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta đổi bên. Duỗi hai chân thẳng ra, đưa chân trái sang bên phải. Và sau đó chân phải chúng ta lại vắt sang bên trái. Đó, chúng ta ngồi với tư thế thoải mái như thế này. Đẩy ngực lên, thẳng lưng. Hít vào, hai tay bạn vươn lên cao. Thở ra, tay phải bạn đưa xuống này. Sau đó lộn lòng bàn tay phải ra về sau và đưa tay phải về sau lưng. Cố gắng lân tay phải dần lên phía cổ. Và tay trái mình cũng xoay về sau luôn. Rồi, hai tay nắm vào nhau, lân dài, đẩy ngực lên, thẳng lưng. Và các bạn giữ ở đây, hít thở chậm. Đó, chúng ta lân dần tay. 6 nhịp thở nữa nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, bạn hạ tay xuống. Và rồi chúng ta buông chân. Rồi, bạn cảm thấy thế nào rồi? Bạn đã làm được tư thế này chứ? Nếu bạn làm được tư thế này thì hãy comment xuống cho Uyên biết nhé. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ đến với tư thế cá heo. Bạn xoay người về tư thế cái bàn. Bạn xoay người về tư thế cái bàn nha. Sau đó chúng ta sẽ thực hành tư thế cá heo bằng cách chúng ta ngồi mông lên hai gót chân. Và hai tay chúng ta này nắm vào hai khuỷu tay của nhau. Vươn thẳng về phía trước vuông góc. Tiếp tục mình sẽ hạ hai khuỷu tay xuống thẳng và nâng người lên. Lúc này chúng ta cảm thấy là hai tay của chúng ta đã mở rộng bằng vai rồi thì chúng ta đưa hai tay về trước và áp lòng bàn tay xuống thảm. Giữ nguyên tay sao cho khoảng cách bằng mở rộng bằng vai. Tiếp tục chúng ta nâng gối lên và lưng hông lên. Lúc này chúng ta nếu cảm thấy là chân và tay chúng ta đang vẫn bị gần quá, chúng ta có thể di chuyển chân ra sau một chút. Hít vào, chúng ta đẩy mông lên, duỗi thẳng chân. Thở ra, về tư thế tấm ván. Nếu được,
tư thế plank hoặc tư thế tấm ván thấp. Hít vào, đẩy người lên. Nếu bạn cảm thấy khó khăn thì chúng ta có thể hạ gối xuống và đưa hai tay đan vào nhau để tạo thành lực tập tốt hơn. Tiếp tục nào, hít vào, đẩy mạnh chân, đẩy mạnh vai xuống. Thở ra về tư thế tấm ván hay còn được gọi là tư thế tấm ván thấp hay là được gọi là tư thế plank. Hít vào, đẩy hông lên, xếp bụng, đạp căng chân, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào. Giữ nguyên ở đây, đẩy mông lên cao. Các bạn giữ tư thế này, chúng ta cảm thấy tay đang rất là mỏi, đang phải siết căng lên. Nhưng như vậy thì tay của chúng ta sẽ được thon, gọn, săn chắc hơn. Cố lên nào bạn, đẩy mông lên cao nữa nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hở ra về tư thế plank. Giữ nào, siết bụng. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thở, hạ gối. Đưa mông ngồi xuống gót chân. Hít thở đều. Thả lỏng hai tay, hai vai. Thư giãn, duỗi dài lưng. Hít thở chậm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tư thế chó úp mặt. Hít vào, chúng ta nâng gối, hai tay mở rộng bằng vai, dựng gót chân. Thở ra, đẩy lên tư thế chó úp mặt. Kiễng chân cao, đẩy cao đỉnh mông lên và duỗi dài lưng. Hít vào, bạn đá chân lên trần. Thở ra, chân phải bước cạnh tay phải. Sau đó các bạn chống bằng các đầu ngón tay, giữ thẳng lưng, đẩy ngực. Tiếp tục, bạn di chuyển này, hạ gót chân trái xuống thảm. Sau đó điều chỉnh chân phải, sao cho gót chân phải đâm xuyên ngang bàn chân trái. Rồi các bạn xếp bụng, đẩy ngực và nâng người lên về tư thế chiến binh 2. Mắt nhìn về tay phải, cố gắng các bạn giữ cho thân mình siết chặt lại. Xếp bụng. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, bạn hạ tay phải xuống thảm. Tiếp tục, tay trái bạn nhấc lên trần. Giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bạn giữ nguyên hai tay và từ từ đẩy gối phải thẳng hàng. Và giữ ở đây. Nếu bạn cảm thấy khó khăn, chúng ta có thể sử dụng gạch hoặc chúng ta chống tay hờ. Giữ ở đây nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chúng ta hạ tay trái xuống thảm và thở ra, tay phải hướng lên trần. Xếp bụng, đẩy ngực lên. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chống hai tay xuống thảm, xoay gót chân trái về trước. Tiếp tục, rút chân phải, đá lên trần. Thở ra, hạ chân phải xuống. Lúc này chúng ta sẽ di chuyển này. Chúng ta di chuyển chân phải xuống và chân trái chồng lên chân phải. Sử dụng lực căng ở vùng tay phải
Các bạn từ từ giữ thăng bằng nào, nhấc tay trái lên, chống vào hông, kiểm soát cơ thể thẳng, thăng bằng, giữ ở đây. 5, 4, siết bụng đẩy ngực, 3, 2, 1. Nếu nằm tốt, các bạn hãy đưa tay trái lên trần, mắt nhìn theo tay. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, các bạn chống tay trái xuống, xoay người về, để người lên về tư thế chó úp mặt. Đẩy đỉnh mông lên cao, duỗi dài lưng. Chúng ta đổi bên, thở hết, đổi bên nào. Hít vào, kiễng hai chân, đẩy đỉnh mông lên cao và rút chân trái đá lên trần. Thở ra, bạn bước chân trái cạnh bàn tay trái, sau đó chống hờ bằng các đầu ngón tay, giữ ở đây vài giây. 3, 2, 1, thở ra, hạ gót chân phải xuống thảm, di chuyển bàn chân trái sao cho bàn chân trái đâm xuyên ngang bàn chân phải. Sau đó, hít vào, siết chặt bụng, siết chặt đùi, nâng người lên về tư thế chiến binh 2. Bạn xoay mắt nhìn sang bên trái, giữ ở đây, hít thở chậm. 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Bạn đưa tay trái xuống cạnh bàn chân trái và tay phải bạn hướng lên trần, siết bụng, đẩy ngực. Đạp căng cả hai chân, chia đều lực ra hai chân nào. Mắt nhìn theo tay phải. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, tay phải bạn chống xuống thảm. Tiếp tục thở ra, bạn nhấc tay trái lên khỏi thảm, mắt nhìn theo tay, đẩy ngực thẳng lưng, đẩy mạnh tay vai, không sập vai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, bạn chống tay trái xuống thảm, xoay gót chân phải về trước rồi rút chân trái về sau. Về tư thế tấm ván, tiếp tục bạn di chuyển này, chân trái nằm nghiêng cạnh chân trái xuống thảm và đưa tay phải chống hờ, tiếp tục nhấc bàn chân phải lên. Nếu bạn cảm thấy yếu, chúng ta có thể chống hai chân song song và thẳng hàng với nhau và song song với mép thảm. Tiếp tục bạn siết chặt tay trái nào, nâng tay phải lên, bạn có thể để vào hông trước. Nếu cảm thấy vững rồi, chúng ta sẽ di chuyển tay phải lên trần, giữ ở đây. Nếu làm tốt nào, bạn có thể nhấc chân phải lên. Đó, mình giữ ở đây. Đó, di chuyển chậm, kiểm soát cơ thể, hít thở. Đó, rồi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, nhấc lên thử nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chống tay xuống thẳng, về tư thế chó úp mặt. Thở hết ra. Rồi, mình có thể hạ gối xuống và chúng ta đưa hai tay áp chạm nhau để trả cho vòng tay của mình. Chúng ta sẽ làm động tác trả tay, bởi vì mình chống nhiều. Làm chắc khỏe tay vai thì mình có thể chống nhiều vòng tay, thì bây giờ mình sẽ trả lại nhé. Tiếp tục, hai tay vươn, hai tay đan nào, hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, lộn lòng bàn tay lên trần và khuỷu tay chạm nhau, cố gắng nâng cao khuỷu tay lên một chút nào. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, lộn lòng bàn tay lên trần, khuỷu tay áp chạm. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một nhịp cuối, hít vào, thở ra.
giữ ở đây nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, thở ra, hạ xuống. Bây giờ bạn ngồi xuống thảm, duỗi dài chân. Chúng ta sẽ dựng bàn chân lên, sau đó đưa hai tay về sau, các đầu ngón tay hướng về phía cơ thể. Bạn hít vào, đẩy ngược lên, mở vai về sau, siết bụng. Tiếp tục, bạn nâng hông lên và nhấn bàn chân xuống, đẩy ngược lên, siết bụng về tư thế tấm ván ngược. Giữ ở đây, 3, siết bụng nào, 2, 1, thở ra, hạ xuống. Hít vào, bạn vươn hai tay lên. Thở ra, hai tay bạn chống xuống. Đẩy ngực lên, thẳng lưng, duỗi dài lưng. Đưa hai chân ngược về cơ thể. Lặp lại nào, hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, bạn hạ tay xuống, xoay vai từ trước ra sau. Hai tay bạn chống về sau, các ngón tay hướng ngược về cơ thể. Hít vào, đẩy ngực, xoay vai và siết bụng, đẩy ngực, nâng hông. Các đầu ngón chân chấm xuống thảm, siết bụng nào, nâng hông. 6, kiểm soát đầu, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, mình chập dài tay xuống thảm, giữ lưng thẳng, đẩy ngực lên. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ trả tay một chút. Chúng ta sẽ làm chắc khỏe vùng vai đằng sau bằng cách chúng ta dựng hai bàn chân lên và đưa hai tay ôm vòng lấy bàn chân. Tiếp tục đẩy tay vai về sau và đưa trán chạm gối. Giữ ở đây, lúc nào bạn cảm thấy vùng vai đằng sau của mình đang căng tức rất là nhiều và cảm thấy là rất là thoải mái. Hít thở chậm. 6, 5, 4, siết bụng, 3, 2, 1. Rồi, thở ra, hai tay ôm gối. Mình sẽ lăn lưng nằm xuống. Lăn lưng nằm xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tư thế tập bụng một chút. Mình sẽ tập cho vùng bụng của mình một chút nha. Hít vào, các bạn nâng hai chân lên. Thở ra, giữ nguyên. Hít vào, nâng chân, rồi nâng hông. Thở hà. Hít hai, các bạn có thể khóa bàn chân vào nhau, tạo bó cơ căng căng ở vùng chân. Chúng ta cảm thấy là chân của chúng ta đang được siết chặt lại. Hít vào, nâng hông lên. Thở ra, hạ xuống. Mình sử dụng lực ở bụng và lực ở tay để đẩy người lên. Hít ba, nâng. Thở hạ. Hít bốn, nâng. Thở hạ. Hít năm. Thở hạ. Hít sáu. Thở hạ, cố gắng siết bụng nào. Hít bảy. Thở hạ. Lần cuối, hít tám. Thở hạ. Rồi, mình ôm gối, lăn lưng lên xuống. Rồi, mời bạn nằm xuống thảm. Chúng ta sẽ về với tư thế con cua để trả lưng. Hít vào, bạn nâng chân trái lên và thở ra, bạn đổ chân trái sang bên phải. Đưa tay phải nắm lên gối trái và đưa tay trái nắm lên bàn chân phải. Giữ ở đây nào. Hít thở chậm.
6 5 4 3 2 1 rồi, thả lỏng. Đưa người về vị trí ban đầu, chúng ta đổi bên. Hít vào, chân phải bạn đá lên trần. Thở ra, đổ chân phải sang bên trái. Tay trái bạn nắm lấy gối phải và tay phải bạn nắm lấy bàn chân trái. Rồi bạn cố gắng nào, chúng ta thả lỏng, mắt nhìn sang bên phải. Hít thở chậm. Sáu, năm, bốn, ba, hai và một. Rồi thở ra, bạn về vị trí thư giãn. Chúng ta sẽ hít thở một vài hơi. Hít vào, đẩy bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Rồi bạn đưa hai tay xoa nóng lòng bàn tay vào nhau. Rồi khi nào lòng bàn tay trở nên nóng hơn thì bạn hãy hai tay lên mắt và massage mắt. Cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa vào mắt thật thư giãn. Hít thở đều. Rồi từ từ bạn đưa tay ra xa, chớp chớp mắt và mắt nhìn theo hai bàn tay. Rồi bạn nghiêng mình sang bên phải, về tư thế Phật nằm. Và bạn chống tay, ngồi lên. Bây giờ bạn sẽ đưa hai tay của mình massage hai vai. Rồi bạn sử dụng tay của mình xoa bóp hai tay vai. Hôm nay thì hai tay vai của các bạn đã được tập rất là nhiều và có cảm giác là mỏi và mệt đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ massage cho nó. Massage cho đến vùng cổ tay, ngón tay. Vậy là Hoàng Uyên và các bạn đã trải qua ngày thứ 6 tập về đôi tay thon gọn. Hy vọng rằng video này có ích đối với các bạn. Và nếu các bạn đã tập xong video này thì hãy comment xuống dưới cho Hoàng Uyên biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Namaste.